Chào bạn quay trở lại thì đây là chuỗi video thứ tám, đây là chuỗi video của module 8, là một trong những video cuối cùng của học Entity Mastermind rồi. Ở video cụ thể này mình sẽ hướng dẫn cho phía bạn đó là chính cái KPI mà mình nên đo lường trong kênh SEO này, và chính KPI này bạn nên nếu như là bạn là manager hoặc là bản thân của mình phía bạn có thể tự đo lường để cảm thấy độ hiệu quả từ SEO. Nhưng mà nếu như bạn manager và hoặc là leader hoặc là vị trí của viện trưởng phòng thì bạn sẽ muốn đo lường chính cái KPI này. Rồi, thì đây là chính cái KPI đó. Còn nếu như là bạn là doanh nghiệp á, thì mình sẽ rút ngắn lại cho bạn phía là bốn cái KPI mà thôi, thì mình sẽ nói cho bạn phía ở cái slide tiếp theo. Thì đây chính KPI nó bao gồm traffic từ Google, conversion list, sự tăng trưởng keyword ranking, chi phí tài nguyên hoặc là quên phía backlink, chi phí content, bounce rate, average time on site, payload time, round error, hay là về cái lỗi thu thập dữ liệu. Thì trong từng cái video, là trong từng cái phần này em sẽ nói với bạn là những KPI này là cái gì trong trường hợp bạn chưa biết nó, và thứ hai nói cho bạn tầm quan trọng của từng KPI để bạn có thể dễ dàng được mà bạn có thể đo lường. Với nếu như bạn là chủ doanh nghiệp hoặc là trong câu chuyện là bạn trưởng phòng đó, thì bạn nên giảm số lượng KPI này xuống là chỉ cần bốn KPI thôi. Một là organization hay là traffic, hai là conversion hoặc là lead bên phía bạn, thứ ba là chi phí từ kênh SEO này, thứ tư nữa thời gian trung bình ở trên trang. Thậm chí mình thấy ở trong doanh nghiệp của bên phía GTV mình đó, thậm chí mình cũng chỉ có coi ba cái chỉ số là chính thôi, là traffic từ bên mảng Google, tỷ lệ chuyển đổi nó mang lại, như là cái lead nó mang lại, các đơn đăng ký dịch vụ, hay là và thứ ba là chi phí SEO tổng, nữa là ba cái KPI chính của bên phía mình. Từng slide tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho bên phía bạn cụ thể. Và mình sẽ giải thích sơ bộ luôn tại sao đây là chính, tại sao đây là bốn. Tại vì những cái KPI còn lại á, là những cái KPI á, nó sẽ bổ trợ nhau tạo nên cái KPI tổng này. Và nếu như bạn xét về cụ thể là cái kênh marketing, kênh SEO này á, hiệu quả như thế nào, thì bạn dựa trên bốn cái yếu tố này là chủ yếu, và thậm chí trong nhiều trường hợp đó là ba yếu tố. Những yếu tố còn lại là những yếu tố nếu như bạn làm tốt nó sẽ ảnh hưởng phần rất là lớn tới ba đến bốn cái chỉ tiêu chính này, là traffic mang lại từ kênh Google, tỷ lệ chuyển đổi và chi phí của nó, là ba cái phần chính mà mình muốn hướng tới. Nhưng mà mình sẽ đưa cho bạn thêm cái thứ tư nữa để bạn có thể kiểm soát ở trong quá trình đầu, là thời gian trung bình của trang. Rồi mình sẽ đi vô từng cái. Đầu tiên đó là on season, có nghĩa rằng on season là cái gì. On season á, về cơ bản á, nó là traffic từ kênh Google. Thì sau khi mình hướng dẫn cho bên phía bạn chính KPI này xong, thì mình sẽ bật cái hình Google Analytics để cho bên phía bạn có thể coi rõ hơn về kiểu là các hình ảnh về cái phần này. Thì on season đó là phiên traffic từ cái công cụ tìm kiếm, thì mỗi phiên á, thường á, là nó bằng 30 phút của một user. Chẳng hạn như mình vô bên trong đọc bài viết của gtvso.com đi, thì giả sử như mình ở lại trên gtvso.com 60 phút đi, thì có nghĩa là bằng hai phiên. Còn nếu ở lại cho 40 phút thì sao, thì cũng sẽ bằng hai phiên luôn. Còn nếu là bằng 20 phút thì sao, thì bằng một phiên. Thì một user, một người dùng có thể mang lại nhiều phiên khác nhau. Nếu như chỉ số này của bạn tăng lên á, thì nó sẽ thể hiện cho bạn sự cái tăng trưởng từ cái kênh SEO này khi mà bạn đầu tư vô. Tại vì khi bạn triển khai SEO thì bạn sẽ muốn mang traffic từ công cụ tìm kiếm vô, mà nó giúp cho bạn tăng thương hiệu, tăng khách, số lượng khách hàng, tăng doanh thu, tăng cái hiệu quả về cái bên phía kênh marketing này giúp phía bạn lên. Thứ hai nữa là tất nhiên trong tất cả những cái kênh marketing bạn đầu tư bạn làm ra, thì bạn sẽ muốn câu chuyện độ hiệu quả từ nó. Thì độ hiệu quả của nó tất nhiên bạn sẽ muốn trong câu chuyện là một là tỷ lệ chuyển đổi. Tỷ lệ chuyển đổi thì nếu như bạn làm trang thương mại điện tử đi, thì thậm chí nó sẽ phản ánh được cái doanh thu của bạn ở trên trang web đó. Thứ hai bạn có thể để là trong câu chuyện là lead. Thì như mình nói, đây là một trong những chỉ số phản ánh trực tiếp doanh thu hoặc số lượng khách hàng trực tiếp tiềm năng tới bên phía bạn. Thì nếu như bạn chưa biết lead là cái gì á, thì lead đơn giản á, là một dạng thông tin liên hệ với khách hàng tiềm năng của một doanh nghiệp. Mình ví dụ như thế này, khách hàng đăng ký nhận mail từ GTV, hay là khách hàng gọi điện tới GTV và khách hàng để lại thông tin ở trên đó. Khách hàng mua hàng thì khi mà khách hàng mua hàng thì họ cũng phải để lại thông tin cơ mà. Đăng ký webinar, điền đơn đăng ký dịch vụ, ví dụ như ai mà sử dụng dịch vụ SEO của mình đi, thì mình phải có một cái bảng những câu hỏi mà khảo sát về cái lĩnh vực của bên phía họ, thì họ phải điền đơn đăng ký dịch vụ của bên phía mình, một cái form biểu mẫu ví dụ như vậy, thì đó là lead. Nếu như bạn là thuần về dịch vụ và thông tin gì hơn á, thì nó hầu như nó sẽ tới từ cái lead là chủ yếu. Bạn sẽ muốn có cái mục tiêu bạn nhắm tới là lead. Còn nếu mà bên phía e-commerce thương mại điện tử hay sản phẩm gì đó, thì bạn sẽ muốn cái dạng là
conversion chính luôn là tới từ cái số lượng bán hàng bạn bán ra, là số lượng vật phẩm mà bán ra, hay là chuyện là trực tiếp phản ánh doanh thu từ cái tổng cái website của bên phía bạn luôn. Thì cái đó bạn tùy vào bạn việc bạn thiết lập mục tiêu bằng Google Analytics. Nếu như bạn chưa biết cách thiết lập mục tiêu bằng Google Analytics thì bạn có thể search Google. Video trước mình cũng nói với bên phía bạn rồi, bạn thiết lập mục tiêu bằng Google Analytics. Rồi thứ tư, bạn ngoài setup như một cái kiểu funnel, nghĩa là bạn từng cái mục tiêu bạn chia ra, nếu mà người ta đăng ký bên phía mình đi thì người ta phải đăng ký nhận email trước, sau đó rồi họ mới đăng ký, ví dụ như nhận ebook, rồi sau đó họ mua đăng ký nhận mua một cái khóa học 200k đơn giản từ GTV, sau đó rồi họ sẽ bắt đầu, cái người khách hàng này sẽ bắt đầu mua khóa học 6.700.000 của Entity Mastermind. Thì bạn đo lường qua từng cái phễu một, như trong hành trình phễu mình hướng dẫn cho phía bạn để bạn đo lường được cái độ hiệu quả cụ thể từ nó. Tất nhiên để cải thiện cái chỉ số này á, nếu như mà bạn làm SEO đi thì những cái chỉ số chính mà bạn có thể giúp cho bạn cải thiện chỉ số conversion và lead này, và đây là cái thứ mà doanh nghiệp bạn hầu như bạn sẽ mong muốn, thì tất nhiên phải đầu tư thiện, bạn phải chọn từ khóa đúng, từ khóa tốt, từ khóa nhiều lượng search, không hẳn từ khóa đó sẽ mang lại cho bạn phía nhiều cái doanh thu nhất, mà từ khóa nhiều lượng search thì thường chắc chắn cạnh tranh ấy lại cao thôi, nên là bạn phải chọn đúng cái từ khóa để bạn triển khai. Time on site, bounce rate, mấy cái chỉ số đó thì nó sẽ ảnh hưởng trải nghiệm người dùng, hay là trong câu chuyện rằng là traffic tới website của các bạn cũng ảnh hưởng tới conversion và lead nữa. Nói chung nó khá là nhiều chỉ số trong SEO. Nhưng mà nếu mà mình xét á, thì sẽ có bốn chỉ số chính: keyword, time on site, bounce rate, và thứ tư nữa là cái on traffic. Còn nếu như bạn muốn tu chuyên sâu hơn vô trong phần này á, thì tất nhiên bạn sẽ phải học về UX hay là CRO, là conversion optimization rồi. Những phần này nó rất là chuyên sâu trong quá trình đó. Rồi tiếp theo nữa là sự tăng trưởng keyword ranking. Sự tăng trưởng ở đây á, là mình đang muốn nói á, là số lượng từ khóa bạn tăng trưởng lên, và sẽ đo lường cụ thể luôn là bạn sẽ dùng một Ahrefs đo lường là bao nhiêu keyword top 3, bao nhiêu keyword top 10, bao nhiêu keyword top 100. Nếu như bạn làm cụ thể nữa, thậm chí bạn sẽ đưa cho KPI là phải SEO một số từ khóa này nè, đây là những từ khóa bạn cần SEO, tại vì đó là theo cái chiến lược công ty thì đây là những từ khóa mà cần phải SEO, ví dụ như vậy. Thì một số điểm lưu ý là cái biểu đồ mà tăng giảm và số lượng từ khóa như thế này là nó sẽ có thể là nó dao động lên xuống ở chuyện bình thường, bởi vì á thuật toán Google nó update thường xuyên, hàng ngày nó update, nên thành ra là bạn thấy nó dao động. Nhưng nếu như dao động nhỏ thì bạn không phải chịu quan tâm cả, còn nếu mà bạn dao động mà nó lớn xuống dốc và tụt không phanh đó, thì lúc đó bạn sẽ cần phải kiểm tra audit lại website và lên một phương án tác chiến cho nó. Tiếp theo nữa là chi phí content và marketing. Ở đây thì nếu như trong trường hợp là bạn mới có SEO hoặc là chưa phải một cái dân rồi quá về SEO, thì hầu như mình chỉ thấy là các bạn bạn sẽ triển khai chủ yếu là về mặt backlink và chi phí về mặt content mà thôi. Còn bên phía GTV mình thì mình chia ra hai hai bộ phận chính luôn là onsite với offsite. Tại vì phần offsite với nhiều trường hợp đó, thì bạn mới có thể sử dụng trong cái chuyện là chiến dịch chạy social, ví dụ như vậy. Nếu như trong trường hợp là bạn có cái chiến lược chạy về mảng đó, thì thành ra thường thì bên GTV mình chia về onsite với offsite. Còn nếu như phía bạn có thể chia về mặt content với backlink, thì tất nhiên khi xét về marketing nói chung thì bạn phải đo lường giữa độ hiệu quả và chi phí mang lại, cái chi phí bỏ ra, thì chi phí bạn bỏ ra với hiệu quả mang lại, chi phí bạn bỏ ra ít nhưng mà hiệu quả bạn mang lại nhiều, thì như bạn sẽ muốn cái kênh đó bạn tập trung vô nhiều rồi, thì chắc chắn nên là đó do bạn phải đo lường và tối ưu chi phí. Những cái thứ nào mà bạn đo lường được là những thứ bạn có thể tối ưu được, bạn có thể cải thiện được, đó là nguyên tắc nguyên lý về quản trị rồi. Thì mình khi mình học về những cái phần này mình thấy rất là thích trong câu chuyện là về nguyên tắc quản trị, mình cũng chia sẻ cho phía bạn đó luôn. Thì thứ ba nữa là nếu như bạn chưa biết cách phân bổ chi phí, phân bổ ngân sách gì đó từ tổng 100% ngân sách đi, thì mình sẽ hướng thích cho bên phía bạn đó là on-site, là những thứ mà liên quan đến content, code website, giao diện website gì gì đó đi chẳng hạn. Thì thường là mình sẽ phân chia rất là trên luôn, là mình khoảng 60 đến 70% ngân sách nó sẽ vô đó, còn 30 40% còn lại sẽ vô offsite SEO, nghĩa là vô phần mặt là tài nguyên. Tiếp theo chỉ số bounce rate. Bounce rate nó là một cái chỉ số đo lường về một cái tỷ lệ người season á, nghĩa là cái on season á, coi nội dung và lập tức thoát ra nhưng không làm bất kỳ một hành động nào khác. Ví dụ như 100 người vô trang web của bên phía bài viết backlink là gì của gtvso.com này hẹn 30 bài ít 30 người trong đó click vô cái gọi là trang trang chủ để vô trang cũ chủ coi, ví dụ như vậy, 70 người còn lại coi coi lướt chuột lên lướt chuột xuống xong tắt ra luôn, ví dụ như vậy đi, thì cái đó là 70% bounce rate.
thì việc mà bạn giữ người dùng ở trên website càng nhiều á, thì tất nhiên rằng nó là website của bạn chắc chắn phải cung cấp được giá trị tốt cho người dùng thì bounce rate nó mới giảm được. Và cũng như từ đây á, mà khi bạn giữ chân nó càng càng người dùng càng tốt đó, thì tất nhiên bạn sẽ ảnh hưởng tới cái tỷ lệ chuyển đổi của người dùng khi người dùng mua hàng cho những sản phẩm dịch vụ của bên phía bạn rồi. Thì theo kinh nghiệm của phía mình á, là các trang như thông tin dịch vụ, như thông tin tin tức dịch vụ á, thì bounce rate khoảng 50-70% rất là tốt. Còn e-commerce thì dao động từ 30-50%, tất nhiên nó tùy thị trường nha, nhưng mình cho bạn một cái tiêu chuẩn chung khi mà mình làm cũng cả trăm dự án dịch vụ rồi, ví dụ như vậy. Và cuối cùng nữa là bounce rate á, là một trong những yếu tố mà rank brand nó đo lường. Google nó có ba thứ mà Google nhấn mạnh là brand brand link và content, nghe liên kết và nội dung mình đã hướng dẫn đến phía bạn trong module 6 và các module trước rồi, là trust traffic và team. Thì cái brand brand á, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến brand brand là câu chuyện là bounce rate. Thành ra việc bạn tu bounce rate tốt thì thứ hạng của bên phía website bạn cũng tăng lên. Tiếp theo là average time on-site, hay là tối là cái thời gian trung bình ở trên trang. Thì nói chung á, bounce rate với time on-site á, nó là một cái bộ đôi thường đi kèm với nhau, và hai chỉ số này á, thường sẽ thể hiện được về cái trải nghiệm người dùng ở trên website của bên phía bạn. Người dùng có thỏa mãn không, người dùng có thích website của bên phía bạn không, bạn có giữ chân được người dùng nhiều không, ví dụ như vậy. Thì để cải thiện cái chỉ số này á, thì bạn cần có một số cái còn, ví dụ như content chuyên sâu, content những cái hình ảnh rồi video có độ tương tác cao, còn đến chất lượng, và tất nhiên rằng cấu trúc website tốt nữa. Thì đây á, là hai yếu tố chính, cấu trúc website và content bên phía bạn á, là hai yếu tố chính để ảnh hưởng được cái thời gian trung bình trên trang này, average time on site này. Base load time, base load time mới là tốc độ tải trang. Tại sao mình đưa cho bạn một trong những cái KPI trong hiện tốc độ tải trang này vô? Thì đầu tiên á, mình nhấn mạnh cho bên phía bạn á, là Google càng lúc càng hướng tới trong cái chuyện là cái tầm quan trọng của tốc độ tải trang. Có những dự án GTV mình đôi khi hình cả thì tốc độ tải trang thôi mà thứ hạng nó bay lên, nhảy lên một cách tích cực mà chóng mặt luôn. Thành ra việc mà bạn ứng dụng cái tải tu tốc độ tải trang á, nên những việc bạn triển khai, và cũng rất là nhiều case study chứng minh rằng đây là một trong những yếu tố mà Google coi á, là yếu tố xếp hạng hàng đầu ở thời điểm hiện tại và trong tương lai. Và trong không chỉ trong câu chuyện là yếu tố xếp hạng của SEO nói riêng, mà nó còn ảnh hưởng rất là nhiều tới tỷ lệ chuyển đổi, ảnh hưởng rất là nhiều tới số lượng khách hàng và doanh thu của bên phía website của bên phía bạn. Đây là một cái hình ảnh để ví dụ minh họa. Ví dụ Amazon này như hẹn, Amazon đó chỉ trong cái gọi là cái tốc độ tải trang của họ, giả sử như lỡ đâu tăng lên 0,1 giây thì họ giảm tổng thể doanh thu là 1%. Thì tất nhiên nó sẽ dẫn tới, nếu như ảnh hưởng của họ nguyên một cái năm đi, thì họ sẽ mất 1,3 tỷ đô la một năm, bởi vì họ là giảm mất 1% sale rồi đó một ngày rồi. Thì tương tự như vậy trong chuyện Walmart thì ngược lại một chút, là họ giảm được cái tốc độ tải trang xuống 1 giây, có nghĩa là thay vì bây giờ giả sử như là 2 giây để load trang, bây giờ chỉ còn 1 giây thôi, nhanh hơn nhiều rồi, thì họ tăng được 2% tỷ lệ chuyển đổi lên. Dẫn tới câu chuyện nguyên một năm nguyên website của họ ảnh hưởng tăng lên 274 triệu đô la trên năm, kinh khủng chưa. Tương tự như chuyện Yahoo giảm được 0,4 giây, tăng 9% traffic lên, và tương ứng với chuyện là 600 triệu người dùng mỗi tháng. Các bạn thấy con số này ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng, ảnh hưởng tới câu chuyện là cái doanh nghiệp của bên phía bạn như thế nào. Nếu như website của bạn càng lớn á, thì tất nhiên con số 1% đó nó sẽ ảnh hưởng càng nhiều. Và giả sử như website của bạn bây giờ bạn mới mang về 1 triệu đồng một tháng từ website đi, thì 1% đôi khi cũng bèo bọt quá. Nhưng mà ý là mình đang có chuyện là mình phát triển lên, nên thành ra đó lý do tại sao mà bạn thấy ví dụ như những cái trang lớn ở Việt Nam mình, bạn mà coi bỏ website thế giới di động.com mà vô bên trong Google Baybit Insight á, hay GT Metric á, mấy công cụ mà chỉ số đo lường mình đã nói cho trên trước rồi, thì cái việc mà bạn bỏ vô bên trong á, bạn sẽ thấy một cái tốc độ bàn thờ trên đó luôn, tại vì nó quá là nhanh trong việc thế giới di động. Rồi và cuối cùng á là raw error là lỗi thu thập dữ liệu. Thì lỗi thu thập dữ liệu á, nó có nghĩa rằng công cụ tìm kiếm hoặc và Google nói riêng á, đang gặp vấn đề cho việc thu thập dữ liệu website của bên phía bạn, thu thập dữ liệu của cái nội dung cụ thể đó. Điều này đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới là thứ hạng SEO của bên phía bạn, tại vì
trong nhiều trường hợp là Google nó thậm chí nó không thể vô được cái server của nội dung đó, thì làm sao nó index bài viết, làm sao nó cập nhật được thứ hạng như bên phía bạn. Và đôi khi bạn bị lỗi, ví dụ bạn cài đặt A và B và bạn bị lỗi đi chẳng hạn, thì như thứ hạng của bạn sẽ bị giảm rất là nhiều rồi. Thì phần này bạn thường vô trong web tool để bạn coi cụ thể ở trong. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho phía bạn một số cái hình dung cụ thể, ví dụ như bên phía qua tích đi, thì bạn sẽ bấm vô on traffic và bấm vô channel, bạn sẽ bấm organic search. Thì trong organic search này thì nó sẽ thể hiện là organic season của bên phía bạn ở đây, và đương nhiên nó sẽ hiện thể hiện cả bounce rate và time on site ở đây. Đây là season ở đó, đây là bounce rate ở đó, ví dụ như vậy. Đây là time bounce rate là season, đây là cột conversion của mình setup này, đó là lead á. Thì cột này cột mình thiết lập mục tiêu bên phía của bên phía Google Analytics, và một cột nữa là average season duration này. Cột này là thời gian trung bình của trang, bạn có thể hiểu như vậy, hoặc là bạn hãy coi thời gian trung bình của trang ở dưới cái phần site content này. Ngoài ra thì bên phía chi phí, tất nhiên là bạn sẽ phải tự đo lường được rồi. Còn phần này bạn vừa bạn vô Google Search Console, bạn bấm vô được bao phủ, thì bạn sẽ cũng thấy hiện một số cái ví dụ hợp lệ có hoàn báo và lỗi, thì bạn sẽ muốn sửa mấy hàng này. Ở đây chẳng hạn như mình thấy có hai lỗi đi hạn, thì mình sẽ muốn bấm vô đây coi xem coi đây các bạn lỗi từ những cái trang á là ảnh hưởng nhiều không, ví dụ khoa học Google AdWords đó. Mình không biết là mình có khoa học Google AdWords ở trên trên web GTV nữa cơ. Rồi chẳng hạn như nội dung video offline hạn đó, thì những cái trang này mình sẽ phải xử lý nó. À rồi, còn payload time thì cái đó mình hướng dẫn cho phía bạn phần audit rồi. Sự tăng trưởng của keyword ranking thì bạn có thể vô Ahrefs, để mình sẽ vô Ahrefs cho bên phía bạn. Đây như đây đây bạn thấy thì Ahrefs nó có thể hiện những cái cột chỉ số này, bạn hãy bấm coi qua. Thì bạn có thể gõ website bạn vô và bấm organic search, và phần này sẽ thể hiện như bạn thấy không, có khoảng ở đó 3 triệu 6 từ khóa đang ở top 1, top 3. 1 triệu tư từ khóa đang ở vị trí top 4 đến top 10, từ top 11 đến top 100 đang có 21 triệu từ khóa đó. Thì bạn có thể thấy ở trong đây, thì về câu chuyện là bao nhiêu từ khóa ở trong đây thì bạn phải coi cụ thể. Thì đây là cách mình thường đo lường và lấy chỉ số để mình nhập vô cho các chỉ số KPI. Từ đây bạn có thể dễ dàng đặt mục tiêu cho các tháng tới, ví dụ như đặt tăng trưởng 10% cho các chỉ số hiện tại của bên phía bạn ví dụ như vậy, hoặc là tăng lên bao nhiêu đó thì từ các chỉ số này bạn phải tăng hoặc là giảm các chỉ số, ví dụ như bounce rate, tất nhiên bạn sẽ muốn giảm chỉ số rồi. Thì tốc độ tải gian thì bạn sẽ muốn giảm ví dụ 0,1 giây, ví dụ như vậy. Và cũng như tất nhiên chi phí bạn sẽ muốn giảm theo cái đó rồi. Rồi thì đây là toàn bộ video về cái KPI. Thì các bạn video tiếp theo khi mình tổng kết lại hết toàn bộ cái nội dung của bên phía khóa học.